Bài số 46, bảng theo dõi khách hàng. Ở đây mình có danh sách các khách hàng, gồm có số phòng, ngày đến và ngày đi, là bảng giá thuê phòng của từng loại phòng ạ. Đầu tiên, nhập và trình bày bảng tính, định dạng lại hai cột ngày đến, ngày đi, sau đó thực hiện các yêu cầu sau. Thì đầu tiên, cái ngày đến, ngày đi đây các bạn phải định dạng là ngày tháng ạ. Các bạn bôi đen, nháy chuột phải, format cell, các bạn chọn vào custom. Ví dụ mình định dạng là muốn định dạng là ngày trước thì các bạn gõ date. D là date đấy, là ngày đấy, không là month. Còn year, ở đây ví dụ mình để hai ký tự thôi, giống như đề bài yêu cầu. Câu số 1, tính tiền thuê. Tiền thuê thì bằng gì ạ? Số ngày ở nhân với giá thuê một ngày. Biết ký tự đầu của số phòng, cho biết loại phòng. Đây, số phòng đây thì có ký tự đầu là A, B, A, C đây. Thì tương ứng là giá thuê phòng của từng loại này. Đơn giá là theo ngày. Thì để làm lại câu này thì các bạn đầu tiên các bạn phải tách được một ký tự của số phòng ra, thì các bạn phải dùng hàm left ạ. Thì các bạn làm như sau, các bạn bằng left của cái ô số phòng phẩy một, đấy là mình lấy một ký tự đấy, thì nó sẽ ra được là A. Các bạn tích đúp nhá, A B A C ở đây. Để lấy được cái đơn giá phòng ấy, thì các bạn lại phải dùng VLOOKUP. Thì các bạn làm như sau, các bạn bằng VLOOKUP, các bạn ấn tab, các bạn lấy đây là loại phòng ở đây phẩy. Thành phần thứ hai của VLOOKUP là bảng giá trị dò, thì các bạn bôi đen cái bảng giá trị ở đây, ấn F4 để cố định cái bảng này lại phẩy. Cái cột trả về là cột đơn giá trên một ngày ấy, thì các bạn lấy cột số 2 tính từ cái cột loại phòng ở đây phẩy 2 phẩy. Ở đây mình tìm chính xác ấy, thì các bạn gõ 0 hoặc các bạn có thể gõ phô. Như vậy A thì tương ứng với cả đơn giá là 500.000 đây, A là 500.000 đây ạ. Các bạn tích đúp. B thì 300.000, C thì là 200.000. Đấy. Đây là các bạn chỉ lấy được đơn giá thôi, còn để lấy được số ngày ấy. Số ngày thì các bạn sẽ bằng gì ạ? Ngày đi trừ đi ngày đến ấy. Thì tùy khách sạn ấy, có khách sạn thì nó sẽ cộng thêm một, tức là 2 ngày 1 đêm ấy chẳng hạn. Cộng một. Đấy, ví dụ bạn này là ở 10 ngày. Bạn này là ở 1 ngày. Ví dụ bạn Hùng ở đây thì các bạn có thể đến sáng hoặc chiều đi luôn, thì là vẫn là tính là 1 ngày. Đấy, thì để tính cái thành tiền ý, thì các bạn sẽ bằng gì ạ? Đây là số ngày này, các bạn nhân với đơn giá ở đây. Đấy, các bạn sẽ ra được là thành tiền. Đấy, ở đây mình đã dùng là mình tách ra thành 3 hàm riêng lẻ đấy. Đấy, ok. Thì để làm câu số 1, ở đây thì các bạn sẽ làm như sau, các bạn bằng. Đầu tiên các bạn lấy ngày đi, các bạn trừ đi ngày đến, các bạn cộng thêm 1 ạ. Sau đó các bạn nhân với cả đơn giá, thì các bạn sẽ dùng hàm VLOOKUP. Thì thành phần đầu tiên là giá trị dò, thì các bạn phải tách được một ký tự của cái số phòng ở đây. Các bạn lấy hàm left của số phòng phẩy, các bạn lấy một ký tự thôi, đóng ngoặc lại để xong hàm left phẩy. Thành phần thứ hai của hàm VLOOKUP là bảng giá trị dò, thì các bạn bôi đen cái bảng đơn giá ở đây, các bạn ấn F4 để cố định phẩy. Thành phần thứ ba của hàm VLOOKUP là cột trả về, thì ở đây mình cần lấy đơn giá, tức là cột thứ hai tính từ cái loại phòng ở đây 1 2, các bạn đánh 2 phẩy. Ở đây mình tìm chính xác ấy, thì các bạn gõ là phô hoặc là không, mình gọi là không luôn. Đấy, enter. Các bạn tích đúp nha. Các bạn có thể tích vào đây để các bạn. Như bạn này là 15 triệu này, bạn này 5 triệu này. Sang câu thứ hai, tính tiền giảm nếu khách nào ở vào ngày 15 tháng 1 năm 98 thì được giảm 50% tiền thuê của ngày đó. Tức là nếu mà bạn nào, ví dụ bạn này ở trong ngày 15 tháng 1 thì các bạn sẽ được giảm 50% của ngày hôm đấy thôi, còn các ngày hôm sau thì phải tính giá như bình thường. Thì ví dụ bạn này đây thì cũng sẽ được giảm giá, bạn này cũng được giảm giá vì bạn ấy ở trong cái thời gian bạn ấy ở ấy, thì lại ở cả ngày 15 tháng 1 nữa, thì bạn ấy chỉ được giảm 50% của ngày đấy thôi. Chủ nhật để check xem là đây, ví dụ mình có cột đây là ngày đến này, đây ngày đến ví dụ là x này, ngày đi là y này. Đấy, ví dụ đây là khoảng đến và đi. Nếu như cái ngày 15 tháng 1 ấy, nó nằm trong khoảng x, y này thì bạn ấy sẽ được giảm giá, còn nó nằm ngoài, ví dụ y mà nằm ở đây thì là sẽ không được giảm giá. Nếu ngày 15 tháng 1 mà ở đây thì sẽ không được giảm giá, hoặc ở đây, ví dụ ngày 15 tháng 1 ở đây, năm 98 ở đây thì không được giảm giá. Nếu 15 tháng 1, năm 98 mà ở đây
thì bạn ấy sẽ được giảm giá, ví dụ đấy. Thì để check xem là cái ngày 15 tháng 1 có nằm ở trong cái khoảng ngày đến và ngày đi không ấy, thì các bạn sẽ dùng hàm and ạ. Thì các bạn bằng gì ạ? If này. Xong các bạn sẽ lồng hàm and ở đây. And ở đây tức là gì ạ? Nếu như mà ngày đến mà nhỏ hơn hoặc bằng ngày 15 tháng 1 năm 1998 thì các bạn dùng hàm date ạ. Date year là năm 1998 này. Phải month là tháng 01 này. Date là ngày 15 này. Đấy, các bạn đóng ngoặc lại. Phải biểu thức logic thứ hai của hàm and ấy thì là cái ngày đi ý, lại phải lớn hơn hoặc bằng ngày 15 tháng 1 nữa cơ. Ngày đi thì là E4 ở đây mà lớn hơn date của 1998 này phải 01 phải 15. Các bạn đóng ngoặc lại. Các bạn đóng ngoặc lại để các bạn xong hàm and, tức là nếu như mà thỏa mãn đồng thời ý, cái ngày 15 tháng 1 ấy nó nằm giữa cái ngày đến và ngày đi. Ở đây là lớn hơn bằng. Nếu làm giữa ngày đến ngày đi thì sẽ được giảm 50% của ngày đấy. Thì các bạn phải ạ. Giá trị trả về sẽ là 50% nhân với VLOOKUP. Bây giờ mình cần phải tính cái đơn giá của cái ngày đấy. Thì các bạn tương tự như cái câu trên thôi ạ, là left của số phòng phẩy 1 đóng ngoặc của hàm left phẩy thành phần thứ hai của VLOOKUP là bảng giá trị ở đây. Các bạn ấn F4 để cố định phẩy, cột trả về là cột số 2 phẩy 0 đóng ngoặc lại để xong hàm VLOOKUP phẩy thành phần thứ ba của cái hàm if này ấy, tức là nếu như mà cái từ ngày đến đến ngày đi ấy, mà nó không bao gồm cái ngày 15 tháng 1 ấy, thì không được giảm giá, thì các bạn sẽ đánh là không, tức là sẽ không được giảm giá ở đây. Đấy, enter. Ví dụ bạn này nhá, đến ngày mùng 1 và đi ngày mùng 10, tức là chưa đến ngày 15 thì bạn này chưa được giảm giá bằng không. Đấy. Các bạn tính đúp bạn này thì ở đúng ngày 15 tháng 1 này. Đấy, ngày 15 tháng 1 mà loại phòng B ấy, thì đơn giá là 300.000, nhưng bạn ấy được giảm 50% thì bạn ấy được giảm 150.000. Đấy, tương tự bạn này. Đây, bạn ấy đến đúng ngày 15 tháng 1 thì bạn được giảm giá một ngày là 100.000. Tức là 50% của cái giá phòng loại C đấy của một ngày. Bạn này cũng thế. Bạn này là loại A thì bạn này được giảm là đơn giá của phòng loại A là 500.000 thì bạn này được giảm 250.000. Câu số 3, hãy tính tiền trả bằng tiền thuê trừ tiền giảm. Câu này đơn giản nhé các bạn, bằng đây tiền thuê trừ đi tiền giảm. Đấy, enter. Đấy, các bạn kéo rộng ra. Câu số 4, hãy cho biết tổng số người ở trong ngày 15 tháng 1 năm 98. Các bạn chú ý ở đây mình đã có cái cột tiền giảm rồi ấy, thì các bạn chú ý nhé, để tính tổng cái số mà người ở trong cái ngày 15 tháng 1 ấy, thì các bạn chỉ cần dùng hàm cao if thôi, hoặc cao vét cũng được. Thì đầu tiên ý, mình sẽ bôi đen cái khoản tiền giảm ở đây. Đấy. Các bạn phải điều kiện là gì ạ? Điều kiện là lớn hơn không. Còn đóng ngoặc kép lại. Đóng ngoặc. Đấy, như vậy chỉ có 3 người là ở trong ngày 15 tháng 1 thôi. Đây các bạn là bạn gì đấy ạ? 1 này là bạn Hùng này. 2 bạn Minh này. 3 là bạn Dũng. Tiếp theo tổng số tiền đã thu được từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 1 năm 98. Câu này là cũng khá là khó đấy. Mình giải thích cho các bạn như sau. Thì ví dụ ở đây là ngày, ở đây là ngày mùng 1 tháng 1 năm 98 nha. Còn đến đây là ngày 15 tháng 1 năm 98. Bây giờ nếu như ấy mà một bạn nào đấy mà ở trong khoảng này đi. Đây ví dụ mình ở trong khoảng này đi. Thì các bạn chỉ lấy từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 thôi. Cái khoảng ngoài này này, hai cái ô này này các bạn sẽ không tính vào. Đấy, tương tự. Nếu như mà bạn nào ở ấy, chỉ trong cái khoảng này thôi. Thì bạn ấy chỉ được tính ở ba cái ô này thôi. Đấy, cái ngày này, cái ngày này dư ra không được tính. Hoặc tương tự bạn nào ở trong cái khoảng này. Đấy, thì các bạn ấy chỉ cũng được tính cái ba cái ô này thôi. Còn nếu như bạn nào mà ở trong cái khoảng này thì tất nhiên là chỉ được tính hai cái ngày này. Còn ngày mùng 1 và ngày 15 là không tính. Còn nếu như mà các bạn nào đấy ở ngoài hẳn ở đây hoặc ở đây thì coi như là cũng không tính.
Thì bạn chú ý nhé, như vậy mình phải xét xem là cái ngày đi của bạn đấy, đây là ngày đi này, đây là ngày đến này, cái ngày đi so với cái ngày này đấy, nếu mà nó nằm ngoài ấy, thì mình không tính. Tương tự ở đây cái ngày đến ấy, mà nó lại lớn hơn cái ngày 15 thì cũng không tính. Còn ba cái trường hợp, bốn cái trường hợp ở đây ấy, thì mình sẽ lấy là gì ạ? Mình sẽ lấy là min của cái ngày này và cái ngày đi. Còn ở bên tay trái đây thì mình sẽ lấy là đấy, mắc của cái ngày này và cái ngày này, tức là ngày mùng 1 và ngày đến. Các bạn hiểu ý không ạ? Thì để mình tính được là số ngày ở đấy. Nói như thế rồi thì các bạn làm như sau nhé. Các bạn sẽ có một cái hàm if nhé. Hàm if đầu tiên các bạn check xem là cái ngày đi ấy, đây ngày đi ở đây xem có nhỏ hơn cái ngày này không nhé. Nếu như ngày đi nhé, ở đây là ngày đi này, mà nhỏ hơn date của 1998 này, phải tháng 1 ngày mùng 1, thì các bạn trả về là gì ạ? Là không. Đấy, tức là không ngày đấy. Phải, hoặc là if thứ hai, nếu như mà ngày ngày đến ở đây là 15 tháng 1 năm 98 nhé. Đấy, tức là ngày đến, tức là ở đây là D4 mà lại lớn hơn date của 1998 này, phải month là tháng 1 này, hoặc là 01 cũng được, phải ngày 15. Đấy thì các bạn cũng phải không. Phải. Tiếp theo là như vậy là mình đã loại được hai cái khoảng này ra rồi. Sau cái hàm if này thì nó là ở trong khoảng này. Thì các bạn sẽ lấy là gì ạ? Các bạn lấy max. À các bạn lấy min. Đầu tiên là min của cái ngày 15 tháng 1 ấy. So với ở đây nó che mất ô đấy rồi. Min của ngày 15 tháng 1 các bạn so với cái ngày đi. Min của mở ngoặc date 15 à date của 1998 này, phải 1,15 so với cái ngày ngày đi. Ok, tức mình lấy min nhá. Đấy. Các bạn trừ đi max. Max của cái ngày mùng 1 so với cái ngày đến, max của ngày mùng 1. Các bạn gọi date 1998 phải tháng 1 ngày mùng 1. Max của này so với cái ngày ngày đến ở đây là D4. Xong. Enter. Các bạn phải ở đây là các bạn cộng 1 nhá. Ví là mình là cộng 1. 1 cộng này. 1 cộng thì là 10 đấy. Ok nhá. Bạn này đúng ngày 15 luôn thì là 1 ngày. Bạn này là từ ngày 20 tháng 1 đến 25 tháng 1. Đúng rồi là không ngày, tức là bạn ấy nằm ngoài cái khoảng này, tức là đây, nằm trong trường hợp này là nằm ngoài cái khoảng này thì không tính. Tương tự bạn này lên 1 ngày, tức là từ ngày 15 đến 20, đây nó trùng với ngày 15. Tức là này là trường hợp này đây, 15 đến 20 đây. Đấy. Bạn này cũng từ ngày 25 đến ngày 30 là ngoài khoảng này rồi, tức là chính là trường hợp này. Còn bạn này ấy, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1, tức là bạn này là trong cái khoảng này này. Đây là từ ngày 1 nhá, bạn này kéo dài đến ngày 30 ở đây cơ. Thì lúc này thì chỉ tính là từ 1 đến ngày 15 thôi. Đấy, thì là 15 ngày. Ok, đây là tổng số ngày ở của từng người, từng mã phòng mà tương ứng với cả cái khoảng thời gian từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng 1. Thì sau đấy mà để tính được cái tổng thành tiền ấy thì các bạn lại làm như sau, các bạn bằng gì ạ? Các bạn bằng đồng chí này này nhân với cả đơn giá nhá. Thì vẫn là VLOOKUP này, VLOOKUP của LEP nhé, phẩy số phòng, phẩy 1, phẩy thành phần thứ hai là bảng giá trị dò ở đây, F4 để cố định, phẩy 2, phẩy 0. Đấy, các bạn ra được nhân với đơn giá thôi. Thì sau đấy các bạn sẽ dùng hàm SUM ạ. Ở đây các bạn sẽ bằng SUM, SUM của cái này. Ok, đấy như vậy là tổng là bao nhiêu ạ? 13, 13 triệu đấy. Như vậy tổng 13 triệu số tiền mà thu được từ ngày 1 đến ngày 15 là 13 triệu. Ok, câu số 5. Trích ra những người ở trong ngày 30 gồm các cột
khách này, số phòng, ngày đến, ngày đi và tiền phải trả. Thì bây giờ mình phải làm một cái hàm để mình check xem là những ai mà ở trong ngày 30. Đấy, thì nó cũng tương tự như câu số 1 thôi. Mình phải có cái hàm if và end nhá. Ví dụ mình chèn một cột ở đây. Insert này để mình check xem có ở ngày 30 không nhá. Đấy, kiểm tra xem có ở ngày 30 hay không nhá. Các bạn bằng gì ạ? If này. End. Nếu như mà cái ngày đến ở đây mà nhỏ hơn hoặc bằng date 1998 phẩy tháng 1 phẩy ngày 30. Đó, phẩy. End nếu như ngày đi mà lớn hoặc bằng date của 1998 phẩy 1 phẩy 30. Các bạn đóng lại xong cái hàm end này. Tức là nếu như mà trong khoảng đấy á, thì các bạn sẽ trả về là gì ạ? Là 1, không có thì trả về là 0. Để mình đánh dấu thôi ạ. Tức là 1, tức là nếu bằng 1 ý, tức là hành khách này ý, có ở trong ngày 30 thì ở đây là 0. Ồ, xin lỗi các bạn. Các bạn chỉ kéo đến đây thôi. Đấy, chỉ có như vậy là chỉ có hai cái người này là ở trong ngày 30 thôi, còn bốn đồng chí trên này là chưa ở đến ngày 30. Đấy, như vậy các bạn sau khi có lại thì các bạn filter nhá. Có thể các bạn bôi đen ở đây. Các bạn vào thẻ gì ạ? Home này. Filter ở đây. Các bạn tích vào filter. Sau đấy các bạn chỉ chọn là một thôi. Đấy, sau đấy mình bôi đen cái gì ạ? Cột khách này, số phòng, ngày đến, ngày đi và tiền về trả. Khách, số phòng, ngày đến, ngày đi. Các bạn giữ control nhá. Xong các bạn bôi đen cái tiền phải trả nữa. Các bạn ấn Ctrl C. Và các bạn ra đây các bạn enter ở cái vị trí nào các bạn muốn, ví dụ enter ở đây đi. Đấy, thì mình đã chiết xuất ra được là những cái khách hàng mà ở trong ngày 30 và gồm các cái trường thông tin này. Ok, như vậy là mình đã xong câu số 5. Ở đây các bạn nếu các bạn muốn bỏ filter nhá, các bạn tích vào đây các bạn select all. Mình có câu hỏi cho các bạn là các bạn xem cái ý 2 của câu số 4 ý, tổng số tiền đã thu được từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1 mình làm đã chính xác chưa? Thì mình có một gợi ý cho các bạn ấy. Thì vì là ở đây mình có một cái ngày 15 tháng 1 ấy, thì theo như mà câu số 2 thì lại được giảm 50% cơ. Đấy, thì các bạn bổ sung cho mình cái ý này nhá. Các bạn có thể comment ở phía dưới xem các bạn làm như thế nào. Ok, mình sẽ giao bài tập cho các bạn như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ Gái Excel.